Quý vị đang theo dõi bản tin hàng hóa thị trường và ngay bây giờ sẽ là phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, vào tuần qua, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố lịch trình cải cách cơ chế giá hàng hóa và dịch vụ tại nước này. Theo lịch trình, Trung Quốc sẽ bỏ kiểm soát giá đối với các mặt hàng và dịch vụ trong các lĩnh vực cạnh tranh vào năm 2017. Chính phủ sẽ chỉ quy định giá đối với các dịch vụ tiện ích và các ngành mang tính độc quyền như cung cấp điện và nước. Theo dự kiến, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có một cơ chế giá hợp lý, trong đó thị trường đóng vai trò quyết định, điều chỉnh giá minh bạch và thực thi tốt luật chống độc quyền. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát giá dược phẩm, viễn thông và giao thông vận tải. Tháng trước, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã giảm hạng mục ấn định giá của chính phủ từ 13 xuống còn 7 hạng mục, đưa tổng số danh mục bị áp đặt giá từ gần 100 xuống còn 20. Thưa quý vị, thay vì ăn cơm, người dân Hàn Quốc đang ngày càng tiêu thụ nhiều sản phẩm làm từ bột mì hơn, từ đó thúc đẩy lượng nhập khẩu lúa mì của quốc gia này. Xu hướng ăn uống thay đổi, Hàn Quốc đang là quốc gia tiêu thụ các sản phẩm làm từ bột mì nhiều nhất châu Á, khi nhu cầu bột mì tại nước này đã tăng gấp đôi so với lượng tiêu thụ gạo kể từ năm 2008. Thay vì phải mất thời gian chuẩn bị bữa sáng cho con trẻ trước khi đưa chúng đến trường, các bà mẹ người Hàn cho rằng sẽ thuận tiện hơn nếu đưa trẻ đến một cửa tiệm và mua cho chúng chiếc bánh mì nướng. Mỗi buổi sáng tôi đều rất bận rộn, vừa phải đi làm vừa phải đưa con đến lớp. Vì vậy, tôi thường mua bánh mì cho bữa sáng. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần tôi cũng đến quán cà phê để thưởng thức bánh ngọt và trò chuyện cùng bạn bè. Theo số liệu từ SBC Group, chủ sở hữu hai thương hiệu bánh ngọt Paris Croissant và Paris Baguette, người Hàn Quốc đã chi khoảng 5,37 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái cho các sản phẩm bánh mì, bánh ngọt. Suốt tuần tôi đều rất bận rộn với những việc ở công ty, nên cuối tuần tôi muốn nấu thứ gì đó đơn giản cho những đứa con của tôi. Thường thì tôi sẽ nấu cho chúng trứng và bánh mì. Mặc dù vậy, người cao tuổi tại Hàn Quốc vẫn chọn cơm, vốn là món ăn truyền thống của người dân nước này. Các con tôi thường bỏ bữa sáng, chúng chỉ ăn bánh mì, ăn qua loa vài thứ hoa quả hay đồ ăn vặt rồi đi làm. Nhưng những người lớn tuổi như chúng tôi thì phải ăn cơm mới có đủ sức. Chúng tôi đã ăn cơm mỗi ngày, mỗi bữa trong suốt cuộc đời mình. Lượng tiêu thụ gạo trung bình đầu người tại Hàn Quốc hồi năm ngoái đạt mức thấp kỷ lục 65,1 kg, trong khi lượng bột mì tiêu thụ là đạt mức cao nhất 33,9 kg kể từ năm 2006. Với lượng lúa mì sản xuất khá thấp trong số những quốc gia châu Á, Hàn Quốc chỉ cung cấp được từ 1-2% nhu cầu tiêu thụ và phải nhập khẩu thêm. Để giảm bớt tình trạng ô nhiễm do khói xe, Tòa án tối cao Ấn Độ vừa thông báo sẽ thí điểm thu phí các loại xe tải chở hàng đi vào thủ đô New Delhi trong vòng 4 tháng bắt đầu từ tháng 11. Mức phí sẽ thu đối với xe tải hàng nhẹ là 10 euro và đối với xe tải hàng nặng là 20 euro. Theo số liệu của Trung tâm Khoa học Môi trường CSE tại Ấn Độ, mỗi ngày có hơn 50.000 xe tải đi vào thủ đô New Delhi và 1/4 trong số đó chọn đi xuyên qua trung tâm thủ đô để tránh bị thu phí ngoài xa lộ. Ông Anumita Roy Choudhury, người phối hợp thực hiện nghiên cứu với CSE cho biết, xe tải thải ra 30% số phần tử gây ô nhiễm do xe cộ ở thủ đô. Xe tải lớn có khả năng gây ô nhiễm cao gấp 2,5 lần xe tải nhỏ. Vì vậy, theo ông Choudhury, việc thu thuế là phù hợp, nguyên tắc gây hại phải trả tiền và số tiền thu được sẽ dùng cải thiện các phương tiện giao thông công cộng tại Ấn Độ. Hãng sản xuất ô tô Volkswagen vừa thông báo sẽ cắt giảm 1 tỷ euro trong ngân sách đầu tư hàng năm, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dòng xe điện, xem như một khởi đầu mới sau vụ bê bối gian lận khí thải mới đây. Mới tháng trước, Volkswagen đã thừa nhận gian lận về kiểm tra khí thải của hơn 11 triệu chiếc xe do hãng sản xuất trên toàn cầu. Vụ việc đã giáng một đòn nặng vào ngành công nghiệp ô tô của thế giới. Volkswagen đang thiệt hại hàng tỷ euro vì khoản tiền phạt khổng lồ. Cộng thêm vào đó là doanh số bán hàng giảm vì mất lòng tin của khách hàng. Để lấy lại hình ảnh thương hiệu, Volkswagen đã lên kế hoạch cắt giảm các khoản đầu tư lên đến 1 tỷ euro. Bên cạnh đó, hãng cũng xây dựng các tiêu chuẩn mới cho việc phát triển dòng xe sang Phaeton chạy bằng điện. Dòng xe chạy bằng dầu diesel của hãng ở châu Âu và Bắc Mỹ cũng sẽ được lắp đặt hệ thống khí thải thân thiện với môi trường. Mặc dù Volkswagen đang rất nỗ lực xây dựng lại lòng tin của khách hàng, các nhà đầu tư tỏ ra không mấy hài lòng trước chính sách cắt giảm đầu tư của hãng xe. Cổ phiếu của Volkswagen đã rớt điểm mạnh vào phiên giao dịch vừa qua sau thông tin này. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hãng hàng không US Airways của Mỹ vừa có chuyến bay cuối cùng vào ngày thứ Bảy 17 tháng 10. Ngay sau khi chuyến bay San Francisco-Philadelphia cất cánh, US Airways đã hợp nhất hệ thống đặt vé với American Airlines, hoàn tất thương vụ sáp nhập trị giá 11 tỷ đô la Mỹ. Kể từ ngày 17 tháng 10, American Airlines Group sẽ là hãng hàng không lớn nhất thế giới, hình thành từ thương vụ sáp nhập giữa American Airlines và US Airways. Thương vụ đã được Bộ Tư pháp Mỹ chấp thuận với giá trị 11 tỷ đô la cách đây 2 năm, nhưng đến nay mới chính thức hoàn tất.
hành khách trên chuyến bay từ San Francisco đi Philadelphia khởi hành lúc 10 giờ tối thứ Sáu đã có chuyến bay cuối cùng với hãng US Airways. Chúng tôi đang gia nhập vào hãng hàng không lớn nhất thế giới. Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách của chúng tôi, cho nhân viên chúng tôi và cho tương lai của hãng. Tuy nhiên, thương vụ sáp nhập không đơn giản chỉ là hợp nhất hệ thống vé. Hãng hàng không mới phải chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng từ US Airways sang American Airlines. American Airlines cũng đã tuyển thêm 1.300 nhân viên và 600 đại lý vé máy bay, trong khi nhân viên của US Airways được đào tạo để làm việc với hệ thống mới. Cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không quốc tế, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàng không Air France KLM vừa cho biết vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cắt giảm nhân sự giai đoạn 2016-2017. Tuy nhiên, số lượng nhân viên bị cắt giảm sẽ được thu hẹp lại, chỉ còn 1/3 so với tuyên bố trước đó. Trong đợt cắt giảm vào năm sau, 1.000 nhân viên tại Air France sẽ mất việc. Theo ông Alexandre de Jognac, Giám đốc điều hành Air France, kế hoạch cắt giảm nhân sự năm 2017 có thể sẽ được hủy bỏ nếu như hãng đạt được thỏa thuận với công đoàn về các biện pháp cắt giảm chi tiêu vào cuối năm nay. Trước đó, do không đạt được thỏa thuận với các phi công về việc tăng thời gian làm việc, ban lãnh đạo Air France đã tuyên bố cắt giảm 2.900 nhân sự, gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của các nhân viên, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình bạo lực xô xát. Vừa rồi là phần 2 bản tin hàng hóa thị trường, đến với phần cuối của chương trình. Mời quý vị theo dõi hai câu chuyện đáng chú ý như sau. Bàn về câu chuyện chuẩn bị cho hội nhập của nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh. Tăng sức cạnh tranh cho Tôn Việt, và VASEP nhận định cần kéo giá thành sản xuất về thực chất.